Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông hầm núi Vung góp phần đưa dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo hoàn thành trước 30 tháng 4 năm sau. Sân bay Vinh khai thác lại trong sáng nay sau sự cố bong tróc bê tông nhựa mặt đường băng. Vợ chồng cùng con nhỏ thoát ra ngoài an toàn khi nhà bốc cháy vào rạng sáng. Siêu trăng kéo dài đến 3 ngày, nhiều quốc gia sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng. Chiều 3 tháng 7, tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, công ty cổ phần BOT Cam Lâm Vĩnh Hảo và tập đoàn Đèo Cả làm lễ thông hầm núi Vung trên dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Đây là dấu mốc quan trọng để góp phần đưa toàn tuyến cao tốc hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm sau. Hầm núi Vung dài 2,2 km, dài nhất và có địa chất phức tạp nhất trong 6 hầm trên cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1. Công trình hầm núi Vung được thi công theo phương pháp hiện đại của Cộng hòa Áo, giúp linh hoạt trong nhiều điều kiện địa chất và an toàn hơn so với công nghệ xây hầm truyền thống. Sau 18 tháng thi công, hai mũi đào từ hướng Bắc và Nam của nhánh trái hầm núi Vung đã hợp long với độ chính xác tuyệt đối. Cam Lâm Vĩnh Hảo nếu chúng ta thông xe được thì người dân đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Nha Trang là chỉ mất khoảng 3 tiếng rưỡi. Hầm núi Vung giai đoạn 1 sẽ hoàn thiện một ống hầm rộng 14 mét phục vụ khai thác với hai làn xe hai chiều, vận tốc 80 km/h. Khi đoạn Cam Lâm Vĩnh Hảo hoàn thành, ô tô sẽ chạy liền mạch từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang bằng cao tốc. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo dài 78,5 km, tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Công trình đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Bước sang tháng 7 này, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng tiếp tục giảm mạnh từ 0,1% đến 1,4%, tạo động lực giảm lãi suất cho vay. Ở mức thời hạn ngắn từ 1 tháng đến 3 tháng, chỉ còn khoảng 50% số ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất kịch trần 4,75% một năm, còn lại đều có mức lãi suất 4,2% đến 4,5%. Nhóm ngân hàng thuộc nhà nước hiện áp dụng mức lãi suất 3,4% một năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4,2% một năm cho kỳ hạn 3 tháng và 5% một năm cho kỳ hạn 6 tháng. Đây là mức thấp nhất trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam. Hiện chỉ còn một số đơn vị đang trả lãi với mức trên 8%, gồm có VRB, Indovina, CB Bank. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí, qua đó có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở chết người ở Đà Lạt, sáng nay, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này vừa ra văn bản triệu tập hai doanh nghiệp và các cá nhân đứng tên các miếng đất có liên quan. Hai đơn vị doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng là nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng Ta Lùi và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hà Phát Thịnh, nhà thầu thẩm tra thiết kế cùng các chủ đầu tư, ông Nguyễn Minh Thông, ông Nguyễn Minh Tâm, ông bà Lê Văn Lực, Hoàng Thị Kim Xuân. Sở Xây dựng đề nghị khi đến làm việc vào chiều ngày 6 tháng 7, các tổ chức cá nhân phải mang theo toàn bộ hồ sơ liên quan đến công trình, bao gồm hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn, thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ biện pháp thi công, hồ sơ khảo sát, hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công, các tài liệu khác có liên quan. Trong 4 ngày qua, Công an thành phố Đà Lạt đã và đang triệu tập nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan như chủ thầu thi công bờ Ta Lùi, đơn vị giám sát thi công, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 10, lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị Đà Lạt cùng các thành viên đội trật tự xây dựng. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Hiện trên toàn cầu, có tới 67 triệu trẻ em bị bỏ lỡ một hoặc nhiều liều vaccine trong hơn 3 năm xảy ra dịch COVID-19, từ 2019 đến 2021. Trong đó, có gần 250.000 trẻ em ở Việt Nam không được tiêm vaccine đầy đủ. Do vậy, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cùng WHO đang kêu gọi các bên nỗ lực tiêm bù, tiêm vét quy mô lớn cho tất cả trẻ em ở Việt Nam đã bỏ lỡ lịch tiêm chủng định kỳ trong đại dịch, khôi phục tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ít nhất là bằng mức của năm 2019, nhằm tránh bất kỳ đợt bùng phát dịch bệnh nào có thể phòng ngừa được bằng vaccine tại Việt Nam trong tương lai gần. Theo thông tin từ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2023, thị trường hàng không phục hồi khá mạnh mẽ, đặc biệt với thị trường hàng không quốc tế. Cụ thể, sản lượng vận chuyển khai thác về chuyến bay và hành khách tại các cảng hàng không đều có xu hướng tăng. Đáng chú ý, hành khách quốc tế đạt gần 15 triệu, tăng xấp xỉ 500% so với cùng kỳ năm 2022. Hành khách trong nước đạt gần 42,4 triệu, tăng 2%.
Sau 16 giờ đồng hồ xuyên đêm khắc phục sự cố, sửa chữa bong tróc bê tông nhựa mặt đường băng, sân bay Vinh Nghệ An đã khai thác lại trong sáng nay. Sự cố đã khiến cho hàng loạt chuyến bay trong ngày 3 tháng 7 phải chuyển hướng đến sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ban hành quyết định mở cửa khai thác trở lại sân bay Vinh từ 7 giờ hôm nay, sau khi cơ sở hạ tầng của sân bay đã đảm bảo các điều kiện phục vụ khai thác bình thường. Trong sáng 4 tháng 7, sân bay Vinh tiếp nhận 7 chuyến bay bù và một chuyến bay nối chuyến quốc tế. Trong chiều và đêm 3 tháng 7, đơn vị thi công đã cào bóc lớp bê tông nhựa bị bong khỏi nền bê tông xi măng của đường băng sân bay Vinh. Từ phạm vi 41 mét vuông bê tông nhựa bị bong bật, các đơn vị thi công đã cào bóc diện tích bê tông nhựa còn lại khoảng 1.000 mét vuông để thảm lại bê tông nhựa nhằm đảm bảo tính ổn định trong khai thác. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá ban đầu, nguyên nhân sự cố có thể do nhiệt độ cao gây phồng rộp, bong bật mảng bê tông nhựa bề mặt đường băng. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở quốc lộ 1 đoạn qua xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nguyên nhân là do hệ thống cọc tiêu dây dăng quá nhỏ và thiếu hệ thống cảnh báo của công trình sửa chữa thi công đường, khiến người và phương tiện tông trúng bị té ngã phải nhập viện cấp cứu. Đây là hình ảnh được camera của người dân ghi lại vào ngày 2 tháng 7. Một xe máy đang lưu thông thì va vào hàng rào cảnh báo của công trình. Người dân quanh khu vực cho biết, trong ngày 2 tháng 7 đã có nhiều người bị té ngã như thế này. Chạy đây thì gặp những mấy cái trụ dăng dây nè, dăng giữa đường, không có biển báo rồi, không có đèn báo hiệu gì hết. Nên là em dai vô, gây tai nạn cho em. Em là chở vợ con em nên chạy chậm, không sao. Lỡ như người ta chạy nhanh thì gây tai nạn chết người. Qua nay mà nó không có để sự bản báo, người ta đi đường ta té nhiều. Hai ba vụ rồi tôi thấy rồi tôi đỡ lên giùm. Có dây dăng dây không mà mấy đọc xi măng mà không có đèn báo rồi tự cố người ta té thôi. Qua các vụ việc trên, hy vọng các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan nhanh chóng có biện pháp để khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đây. Trong phần sau của chương trình, Jennie, Jisoo, Lisa và Rose đốt cháy sân khấu với khoảng 65.000 khán giả tham gia. Lộ diện những đối thủ nặng ký trong giải vô địch ăn hot dog nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7. Nhiều quốc gia phương Tây và Nam Mỹ đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng siêu trăng vào tối ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương. Theo NASA, siêu trăng tháng 7 này sẽ kéo dài đến 3 ngày. Người dân và du khách ở những thành phố lớn như Buenos Aires và Rio de Janeiro có thể nhìn thấy rõ siêu trăng. Hiện tượng này cũng được quan sát tại nhiều nước khác như Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ai Cập. Quỹ đạo của mặt trăng vốn không phải hình tròn hoàn hảo, thay vào đó là hình elip. Vì thế, có những giai đoạn trong chu kỳ chuyển động, mặt trăng nằm gần hoặc xa trái đất. Hiện tượng siêu trăng diễn ra khi mặt trăng nằm gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó và ở pha trăng tròn. Khi đó, mặt trăng sẽ lớn hơn 30% và sáng hơn 14% khi nhìn từ trái đất. Trăng tròn tháng 7 còn được các bộ tộc bản địa Mỹ gọi là trăng hưu, vì trong thời gian này, cặp sừng của những con hưu bắt đầu mọc. Siêu trăng tiếp theo sẽ xuất hiện vào ngày 1 tháng 8. Một nhà máy bỏ hoang biến thành địa điểm tham quan nghệ thuật đường phố. Mỗi cuối tuần, Thomasin Jolie lại đưa du khách đến thăm nơi mà trong đại dịch COVID-19 đã biến thành một bảo tàng street art không chính thức. Mỗi cuối tuần, nhà sử học nghệ thuật này lại đưa du khách đến tham quan nhà máy Babcock ở ngoại ô Paris. Từ tháng 1 năm 2020, những bức tường còn trinh nguyên nơi này trở thành một khu vực sáng tác rộng lớn. 150 nghệ sĩ đã phủ lên 3 hectare diện tích của các tòa nhà, những tác phẩm hoành tráng hoặc tinh tế. Biển không gian này trở thành phòng trưng bày nghệ thuật đường phố lớn nhất của Pháp. Điều thú vị ở đây là ta tìm thấy đủ loại kỹ thuật của nghệ thuật đô thị. Ví dụ, họ dùng bình xịt, con lăn, khuôn tô, bình chữa cháy, cỏ, hoặc tác phẩm sắp đặt, hoặc tác phẩm điêu khắc. Vài tháng sau, khi cả thế giới đối mặt đại dịch, khi các bảo tàng và phòng trưng bày buộc phải đóng cửa, các nghệ sĩ qua lại nơi này như sân chơi thường nhật của mình. Tuy nhiên, các tác phẩm đường phố này có nguy cơ bị thu hồi vì khu vực này đang được chỉnh trang đô thị. Nhưng các nghệ sĩ cho biết chính họ mới là người quyết định xóa hay giữ lại các tác phẩm của mình. Lễ hội âm nhạc mùa hè BST Hyde Park vừa tưng bừng diễn ra ở thủ đô London, nước Anh. Trong đó, 4 cô gái của Blackpink là nhóm nhạc K-pop đầu tiên trong lịch sử đảm nhiệm vai trò headliner tại lễ hội âm nhạc quan trọng của xứ sở sương mù. Jennie, Jisoo, Lisa và Rose
đã đốt cháy sân khấu của sự kiện âm nhạc với khoảng 65.000 khán giả. Bốn cô gái đã trình diễn loạt ca khúc nổi tiếng như Pink Venom và How You Like That trước sự reo hò phấn khích của người xem. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, Blackpink là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất thế giới, xô đổ hàng loạt kỷ lục trong làng nghệ thuật như nghệ sĩ âm nhạc có kênh YouTube được đăng ký nhiều nhất. Bốn cô gái đang thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink khắp các nước ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương, trong đó có các đêm diễn vào cuối tháng 7 này tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Những chiếc áo choàng thêu với ngọc trai, áo cánh trắng và màu sắc tinh tế chiếm lĩnh buổi trình diễn của Dior vào ngày khai mạc tuần lễ thời trang Haute Couture ở Paris, Pháp. Các người mẫu như thể bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Buổi trình diễn của Dior được tổ chức tại bảo tàng Hona thể hiện sự tôn kính với các nữ thần Hy Lạp khi không dùng bất kỳ chất liệu rườm rà hay đôi giày cao gót nào. Buổi diễn mở màn với chiếc váy len dài màu trắng và áo choàng tiệp màu, trong khi các thiết kế khác sử dụng nếp gấp để gợi hình dung về những bức tượng cổ điển. Các trang phục được cắt cúp theo form đứng và dùng những sắc thái tinh tế của các màu trắng, đen, be, vàng và bạc với giày sandal bệt, trong một không khí như ở thời cổ đại. Giám đốc sáng tạo của Dior, Maria Grazia Chiuri cho biết những đường nét đơn giản ẩn giấu sự phức tạp. Bà cho biết muốn loại bỏ những lớp lót, lớp phủ vốn là những yếu tố đặc trưng trong cách thiết kế haute couture. Những đối thủ nặng ký trong giải vô địch ăn hot dog do Ngày Quốc khánh Mỹ đã chính thức lộ diện. Họ sẽ tìm cách bảo vệ danh hiệu của mình trong cuộc chiến lần thứ 107 tại New York. Nhà vô địch và kỷ lục gia thế giới Joey Chestnut sẽ nằm trong bảng nam và nhà vô địch bảng nữ 2022 là Mickey Sudo. Cả hai đều hy vọng sẽ phá kỷ lục của chính mình trong năm nay. Nếu chiến thắng, thì đây sẽ là danh hiệu thứ 9 liên tiếp của Sudo và thứ 16 của Chestnut. Năm ngoái, Chestnut lập kỷ lục thế giới khi ăn 76 cái hot dog, còn thành tích tốt nhất của Sudo là 48 cái rưỡi. Giành chiến thắng trước sự chứng kiến của hàng ngàn người trong ngày quốc khánh là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Tôi đang rất háo hức. Cuộc thi năm nay có 16 nam và 15 nữ. Giải thưởng cho mỗi bảng thi đấu là $20,000 tiền mặt. Năm ngoái, ban tổ chức đã quyên góp được 100.000 cây xúc xích cho ngân hàng thực phẩm của thành phố New York. Cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 4 tháng 7 theo giờ Mỹ. Hỏa hoạn đã xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng nay. Nhiều người trong nhà phá rào sắt thoát thân. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút, người dân thấy khói đen bốc lên từ tầng trệt của một ngôi nhà 2 tầng có địa chỉ trên đường TA16, phường Thới An. Nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời nhanh chóng hỗ trợ phá cửa sổ trên lầu 1 và đưa người trong nhà ra ngoài. Ngay sau đó, hai vợ chồng và một bé gái thoát ra ngoài an toàn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 12 đã điều nhiều phương tiện chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy chống cháy lan. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không có thương vong về người, tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Sau tiếng nổ lớn, khói lửa bốc lên nguồn ngụt tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức vào sáng nay. Ghi nhận tại hiện trường, gần 10 xe chữa cháy nối đuôi nhau, cảnh sát kéo đường ống nước tiếp nước từ con rạch cạnh đường Long Thuận vào bên trong dập lửa. Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ, bảo vệ công ty sau khi thấy khói bốc lên từ bên trong xưởng gỗ thì cũng vừa lúc phát hiện ngọn lửa đã bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn nên trình báo cơ quan chức năng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai dập lửa ứng cứu người dân. Công ty này chuyên sản xuất đồ nội thất bằng gỗ. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn không có công nhân trong xưởng. Đến hơn 9 giờ ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một chiếc xe container bất ngờ tự gây tai nạn khiến phương tiện hư hỏng và làm giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài. Theo thông tin ban đầu, hơn 7 giờ sáng, xe container đang lưu thông theo hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến vị trí đối diện bến xe miền Đông mới thì bất ngờ lao qua phải, tông hàng loạt giải phân cách cứng rồi tiếp tục lấn qua làn xe hai bánh.
Vụ việc làm đầu xe container hư hỏng, dầu nhớt trên xe đổ tràn xuống đường khiến một số người đi xe máy bị té ngã. Sự việc cũng khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 1 ùn tắc kéo dài hơn 2 km. Đến trưa cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong. Xe tải chở than củi khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn thì bốc cháy dữ dội. Sự cố gây ùn tắc khoảng 10 km vào rạng sáng nay. Xe tải do tài xế Phạm Khải, 32 tuổi, trú tỉnh Phú Yên điều khiển, chở 15,5 tấn than củi đi từ tỉnh Gia Lai về thành phố Đà Nẵng. Khoảng 3 giờ sáng, khi tới xã Phước Sung, thì thùng xe phía sau bốc cháy, lửa nhanh chóng bốc cao, bao trùm cả xe. Than củi tràn ra ngoài, các phương tiện khác không dám vượt vì sợ bén lửa. Khoảng 6 giờ 30 phút, hàng chục cảnh sát và hai xe chữa cháy đã tới phun nước dập lửa. Do lượng than củi lớn bốc cháy mạnh nên phải sau một tiếng, hỏa hoạn mới được dập tắt. Khoảng 10 km đường Hồ Chí Minh từ đầu cho đến gần cuối xã Phước Xuân bị ùn tắc. Đến hơn 8 giờ, hiện trường mới được thu dọn, phương tiện qua lại bình thường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song toàn bộ xe hàng và tài sản bên trong cabin bị thiêu rụi. Nhà chức trách ban đầu xác định do than củi chưa nguội hẳn khi gặp nhiệt cao phát sinh lửa làm cháy xe. Tại Hà Nam, vào 7 giờ sáng nay, xe khách chở theo gần 20 người lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Duy Minh, huyện Duy Tiên. Khi đến đoạn đường tàu Bà Hát, thì xe này va chạm với xe tải cẩu. Sau va chạm, xe khách lao vào nhà dân bên đường. Tai nạn khiến phụ xe bị gãy chân, hành khách bị thương ở đầu. Ghi nhận tại hiện trường, đầu xe khách nằm gọn trong nhà dân, hư hỏng nặng. Xe cẩu nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ. Thực hiện hơn 100 vụ trộm cắp tài sản, nhóm đối tượng liên quan vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu triệt phá. Lực lượng chức năng cũng khởi tố, bắt giam 6 bị can về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Trần Minh Thiên sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bạc Liêu, là đối tượng cầm đầu, cấu kết với nhiều đối tượng gồm Quỳnh Văn Tèo sinh năm 1991, Mai Xuân Dũng sinh năm 1991, Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1991, cùng ngụ tỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn Dầu sinh năm 1993, ngụ tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Hữu Thanh Xuân sinh năm 1991, ngụ thành phố Vĩnh Long, thực hiện trên 100 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tổng số tài sản thiệt hại trong các vụ trộm lên đến trên 10 tỷ đồng. Tại Quảng Ngãi, Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt giữ Trần Hoàng Khánh Hòa, 30 tuổi, ngụ thị xã Đức Phổ. Đây là đối tượng trộm tổ yến giá trị trên 200 triệu đồng của chị Lương Thị Vi ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. Trước đó, lợi dụng là người giúp việc, đối tượng Hòa đã nhiều lần lấy trộm tổ yến thô và tổ yến tinh chế và sợi yến tinh chế của cơ sở chị Vi rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Tang vật tạm giữ gồm 2.256 gram tổ yến thô, 988 tổ yến tinh chế, 1.653 gram sợi yến tinh chế. Vụ việc đang được Công an huyện điều tra làm rõ. Thể thao cùng thông tin cập nhật. Tuyển bóng đá nữ Việt Nam làm lễ xuất quân tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Ban tổ chức Olympic Paris 2024 công bố lộ trình rước đuốc tại thủ đô nước Pháp. Vào sáng nay tại Hà Nội, đội tuyển nữ đã làm lễ xuất quân tham dự vòng chung kết World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa lịch sử bởi lần đầu tiên quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên trên đấu trường bóng đá nữ danh giá nhất hành tinh. Kiêu hùng tiếp bước, vươn tầm thế giới là khẩu hiệu cho buổi lễ xuất quân nhằm động viên tinh thần cho những cô gái kim cương của bóng đá Việt Nam. Chia sẻ tại buổi lễ, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết, các thành viên của đội tuyển đã sẵn sàng tới 99% cho World Cup lần này. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử quốc ca Việt Nam vang lên ở sân chơi thế giới, điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chờ đợi từ lâu. Để chuẩn bị cho World Cup, đội đã thực hiện nhiều chuyến tập huấn nâng cao chất lượng chuyên môn tại Nhật Bản, Đức, tham gia nhiều giải đấu khu vực và quốc tế như SEA Games, AFF Cup và vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Dự kiến vào trưa mai, đội sẽ lên đường sang New Zealand và ngày 10 tháng 7 sẽ đá giao hữu với đội chủ nhà. Đến ngày 22 tháng 7, Việt Nam sẽ đá trận mở màn World Cup 2023 gặp đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Mỹ.
Ngày 3 tháng 7, Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã công bố lộ trình rước đuốc tại thủ đô nước Pháp trong 2 ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Olympic Paris 2024 Tony Estanguet cho biết, ngọn đuốc sẽ bắt đầu hành trình tại đại lộ Champs-Élysées vào đúng ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 2024 và kết thúc tại quảng trường Cộng hòa một ngày sau đó. Xuyên suốt hành trình, ngọn đuốc sẽ đi qua những địa điểm nổi tiếng của nước Pháp như Bảo tàng Louvre và Khải Hoàn Môn. Thật tuyệt vời khi ngọn đuốc sẽ đi qua tất cả các quận ở Paris. Như thị trưởng Anne Hidalgo đã nói, điều quan trọng là chúng ta có thể tiếp cận với mọi người dân Paris. Đây sẽ là khoảnh khắc ăn mừng đối với tất cả mọi người. Và trong 6 tháng tới, chúng tôi sẽ chọn những người cầm đuốc. Theo kế hoạch, ngọn đuốc Olympic sẽ được thắp sáng tại khu di tích Olympia của Hy Lạp, nơi khai sinh của Thế vận hội vào ngày 16 tháng 4, 2024. Ngọn đuốc sẽ được đưa đến Pháp 11 ngày sau đó và bắt đầu hành trình đi khắp đất nước cho đến ngày khai mạc Olympic 26 tháng 7, 2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.